Hey, hôm nay mình đi nhận xe Hyundai Stargazer. Đây là xe của mình. Bây giờ là lúc 20:25. Đây là xe mình, Mustang Hyundai. Đây. Đây là Hyundai Thành Công Việt Hàn. Đây. Wow, xe mới. Mình đặt cọc thứ 3 và thứ 2 nhận xe. Khá là nhanh. Xe mới họ tặng cho mình là chai xịt, vô lăng bậc da, cam hành trình, dán phim cách nhiệt, xăng nhớt đầy đủ. Mình kiểm tra kỹ không thấy một cái vết tày xước nào cả. Ok, body kit đẹp quá. Hyundai Stargazer X bản premium ha. Đây đầy đủ, siêu còn chưa lột. Rồi đây là đồ nghề con đội với lại hộp chiếc xe cơ bản Suzuki thì như này đâu anh là đây. Rồi đóng lại nổ máy lên, giờ nổ máy lên. Mới lên thì bấm chỉ B rồi, giờ bấm qua cái nền nó xe tốt. À quên, xe mới chưa biết xài, phải đạp thắng mới đề được. Đạp thắng ha, chưa nhập thắng rồi đề. Ok, đang chắc xích tâm, sắp hết xăng. Giờ bật đèn trước. Đèn trước off, auto hay là pha, này là code. Ok ha. Rồi giờ mình sẽ ra kiểm tra lần cuối, bật máy lạnh lên đã chứ thôi rồi nóng lắm. AC 22 độ, gió mình sẽ để mức giữa ha. Cái này lấy gió trong, gió ngoài mình định gió trong ha. Rồi ok đầy đủ. Wow, sao mọi người. Ok ha. Lạnh lạnh giá mày. Cưng ngay ha. Không đi xuống đây nè. Cái thẳng luôn. Đào thắng. Rồi buông ra. Anh bên buông thắng là sao được không chạy hả? Rồi. Nó cởi qua. Nhìn trước kìa. Anh nhìn nhấp quá chứ. Mượt mà rồi. Quẹo lại thắng không hết đâu. Yeah thẳng lái sao anh có xe hơi nhiều quá, thẳng lái rồi. Ok rồi xuống xíu nữa rồi lên nhớ để cái góc đó đi xe anh vô hết lái luôn. Hết lái luôn. Rồi qua luôn. Cố. Ngay giữa xe vừa qua đó lần là móc hết luôn. Rồi móc lên. Lần móc cam lên không? Nó chạy mẹ em. Đừng ngán, lo chạy đi. Lo chạy đi. Dừng lại đây. Đây rồi.